Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Sáng nay chúng ta học tiếp cái bài kinh mà dịch theo cái chữ của Hòa Thượng ấy, là kinh là Bậc Hoàn Toàn nha. Kinh Bậc Hoàn Toàn à, nó có một câu chuyện đó là nó có một câu chuyện phải nói rõ ở đây. Đó là cái lớp này là cái lớp kinh tạng. Nói khác đi à, nói khác đi thì cái lớp này là cái lớp giáo lý, chứ không phải là cái lớp dạy tiếng Pali. Tuy nhiên à, thông qua cái lớp này chúng ta có nhiều dịp, có nhiều cái câu hỏi để thấy ra một chuyện. Đó là nếu mà không có tìm hiểu kinh điển mà thông qua cái chánh văn Pali thì chúng ta thấy rõ ràng là đường chết nhiều hơn đường sống. Là vì sao? Chẳng hạn như cái bài kệ sáng nay chúng ta học, cái bài kệ sáng nay chúng ta học đó là cái bài Bậc Hoàn Toàn đó. Cái bài này nếu mà chỉ nhìn vào bản tiếng Việt thôi thì tôi xin thưa thiệt là tôi không biết đường đâu mà tôi hiểu, chứ đừng có nói là giải thích cho người khác. Trong khi đó nếu mà chúng ta nhìn vào bản Pali thì cái bài mình nó sáng tinh. Tôi ví dụ như các vị để ý đi, từ cái câu 1 cho đến cái câu, từ cái câu 1 cho đến cái câu thứ 4, chúng ta thấy toàn là cách thứ hai. Đó, tiếng Pali là ví dụ như là tiếng Pali mình thấy là Buddho, Buddho, Buddha, Buddhan, Buddhi, Buddhana, Buddhavi, Buddhihi, Buddha và Buddhassa. Câu này toàn là cách thứ hai hết. Ano ma na mang nếp bụi mắt ta đã xây. Còn ai mà mong tâm biết gì hết thì tôi nói cho biết cái cách thứ hai là sao. Ở đây các vị thấy toàn là chữ M chấm dưới không? Các vị thấy không? Ano ma na mang rồi nếp bụi mắt ta đã xây. Tanh nhà ba tăng ca ma la dê a sắp tăng rồi cái tăng ba sắp tăng sắp ta bị đùng xuống mê thăng. Rồi cam mắt na năng mấy hệ sinh tận cùng mình điều là cách thứ hai hết. Điều đó có nghĩa rằng là, điều đó có nghĩa rằng là toàn bộ những cái chỗ mà chúng tôi nói là cách thứ hai đó, nó đều nói từ cái văn phạm nó là đối cách hay là đối từ trực tiếp cách thứ hai, cách hai trong danh từ Pali, cách hai danh từ Pali ha. Thay vì cách bốn là đối từ gián tiếp, nó đây là cách hai. Như vậy cái câu này nếu mà có dịch lại đó thì tôi nghĩ bắt buộc, dạ bắt buộc thôi, bắt buộc, bắt buộc cái câu này phải dịch lại thôi. Câu này phải dịch lại. Dịch lại làm sao? Trước hết là lấy chữ thiền chữ Pasatha, à, lấy chữ Pasatha đem để đây. Đấy, đầu tiên mình phải đem cho ông thầy bỏ ở đây trước, đó là câu số 1. Câu số 1 cái chữ này nó có nhiều, có nghĩa là tu sĩ, mà trong trường hợp này nó có nghĩa là look at, hãy nhìn vào. Hãy nhìn vào, đầu tiên là hãy nhìn vào, hãy nhìn vào, hãy nhìn vào là hãy quan sát. Hãy quan sát cái gì? Hãy quan sát bắt đầu toàn bộ những cái bậc nguyên một đống bậc này này là đẩy hết về trong cái dạng object hết. Trong cái object hết, directly object hết. Đấy, đẩy hết toàn bộ. Tức là câu phải đọc lại là hãy dùng mắt, hãy dùng trí, hãy dùng, tôi phải dịch thoát như vậy này, hãy dùng mắt, hãy dùng trí tuệ, hãy dùng cặp mắt, hãy dùng trí tuệ của mình để mà nhìn ngắm,
mình cho tôi dịch, tôi chỉ dịch lại như vậy. Hãy dùng mắt, hãy dùng trí tuệ của mình mà nhìn ngắm bắt bằng gì đó, bắt đầu như vậy đó. Hãy nhìn, hãy dùng mắt, hãy nhìn trí tuệ của mình mà nhìn ngắm, gọi là để nhìn ngắm, để nhìn ngắm cái vật gì đó. Anu quang ma anu ma ma na mang nếp bù mắt ta đã sinh. Đây phải như vậy đó, phải như vậy đó. Ở trong chú giải đó giải thích cho tôi xin ghi chỉ đây, trong chú giải giải thích này anu ma ma mang. Ở đây có nghĩa là đấy, ở đây có nghĩa là cái bậc mà viên mãn đầy đủ sắp tắc samana, tất cả các cái đức lòng. Hãy nhìn ngắm vào cái bậc mà đầy đủ, có đầy đủ tất cả các cái đức lòng, có đủ các đức lòng. Đừng có cho tôi làm việc cái chữ nghĩa trước rồi mà tôi giải thích cái bài kệ này sao. Nó có đủ các đức lành, nó nguyên câu về xong cái đó. Dịch dạo là có như đó thôi, mà có đủ các đức lành. Sắp đó là tất cả, sắp đó cuốn nát. Cuốn nát này có nghĩa là quality. Sắp mâm nai các ta có nghĩa là đầy đủ, hoặc là thành tựu, là gom trọn. Sắp mâm nai các ta có là gom trọn, gom trọn, có đủ tất cả các đức lành. Và đi bùa ra nam này có nghĩa là viên mãn nhé. Ở về căn lá cũng vậy, ở về căn lá cũng viên mãn cụ túc. Rồi cái thứ hai là niết nắp ta đắc sinh, niết nắp ta đắc sinh, niết nắp ta cũng là cách thứ hai, cũng là đối cách, cũng là đối từ trực tiếp. Cái chữ niết ná ở đây nó có nghĩa là sắp rồi. Nhưng cái mắt và bác sinh có nghĩa là các bạn nhìn thấy được tất cả những cái vấn đề mà sâu kín, chi ly, tinh vi, nhỏ nhiệm nhất. Các bạn có khả năng nhìn thấy được tất cả những cái áp thác. Ở đây nó có nghĩa là vấn đề, ý nghĩa. Và bạn nhìn thấy được tất cả những vấn đề, những ý nghĩa sâu sắc, chi ly nhất. Sắc được. Rồi cái chữ tiếp theo là chữ Panya Dada. Đấy, Panya Dada vẫn là cách thứ hai. Panya Dada đúng rồi, làm anh làm tôi đi tôi vẫn làm. Panya Dada là cái bậc ban bố trí tuệ cho chúng sinh, ban cái người mà ban bố trí tuệ cho chúng sinh. Cái chữ Panya Dada nó đang là cho ấy. Anh nhà đó đang là cái người ban bố trí tuệ cho chúng sinh, là bằng cách mình tôi đi, tôi giờ cũng không có biết nữa, tôi đọc từng niệm thôi nha. Mà đây anh nhà đó đang là cái bậc ban bố trí tuệ cho chúng sinh. Nhà thì ban bố trí tuệ chúng sinh. Rồi cái tiếp theo là Kama Lagi Asatang, cũng là cách thứ hai nữa, là cái bậc cư trần bất nhiễm. Đây là cái bậc cư trần bất nhiễm, là bậc cư trần bất nhiễm. Bậc cư trần bất nhiễm, trời đất ơi, cư trần là trách nhiệm. Tôi không biết buồn cho ai. Nếu buồn cho tôi thì chắc là tại vì cái âm thanh của tôi nó nghe nó khó đến mức mà từ cái bất nhiễm mà nó qua cái trách nhiệm, đó là tôi buồn cho tôi. Có một giọng nói khó nghe. Mà thứ hai tôi buồn cho quý vị, chỗ này mà để chịu trách nhiệm được thì trời ơi, tội nghiệp nữa. Cái ngày cuối tuần là cứ say sưa chè chén thì làm sao mà vô trong rung được, chưa có tỉnh. Trời đất ơi, buồn ta buồn cho em mà ta buồn cho ta. Ok. Kama lấy gì ở sắp tăng, ở sắp tăng đây có nghĩa là không có dính mắt nha. Không có dính mắt, không có dính mắt. Mà kama lấy gì là trong cái cảnh dục, trong cái cõi dục. Kama là gì? Cái chữ A lá giá là niêm giác.
nương giá a là giá là nương giá nha. Thí dụ như hi ma là giá, hi ma là tuyết nha, hi ma là tuyết, mà a la giá là chủ dựa, như vậy là hi ma la giá là chỗ ở của tuyết nha. Ok, như vậy là Kamalaya nó có nghĩa là, Kamalaya có nghĩa là cái cẩu dục, hay là cái chỗ dục nó vừa, như vậy bắt gì phải dịch như vậy, cho nên ở đây mình dịch gọn gọn đây, nghĩa là cái bậc không có dính mắc ở trong dục dục trần. Sáng nay mình học luôn, Himalaya là ngọn núi, núi gì? Núi Himalaya là Hy Mã Lạp Sơn, Hy Mã Lạp Sơn, đấy, thì đó là cái chỗ ở của cái chỗ đó, cái núi nó có nhiều cái tên, nó còn một cái tên đó là Himalaya, là chỗ có tuyết, nó có một cái chữ đó nữa, rồi nó có cái chữ một chữ đó là Himalaya, Himalaya, rồi từ đây nó mới lòi ra một chữ nữa là chữ Alaya. Nguyên nhà nè, chữ mà viết theo Sanskrit là A Lại Gia Thức, tức là tàn thức đó. Tàn thức, tàn thức theo là tàn thức, là chữ A La Giá là cái chỗ chứa, chỗ tích lũy, chỗ cất giấu nha. Chỗ nguyên giá nè, rồi cái chỗ tích lũy, chỗ cất giấu thì gọi là A La Giá Nguyên nhà nè, đi theo cái di thức của bên Bắc Tông đó. Cái xuất phát của các anh cái duy thức học là từ cả từ đạo nguyên thủy, thì cho rằng đó là tất cả những thiện ác của mình nó có một cái chỗ tích chứa ở trong lòng mình đấy, cho nên mình đi đời này kiếp khác lúc nào mình cũng mang những đó theo. Trong bên cả từ đạo nguyên thủy thì chỉ gọi đó là cái thói quen, cái đó gọi là bắt cách tu của nó giác thường cận y duyên, hay là cái quán tính ấy, quán là quen ha. Nhưng bên kia gọi đó là Alaya nguyên nhà đó, tức là Alaya thức, thì Alaya này nó từ cái giống như cái chữ là Himalaya vậy đó, cái là chủ dựa cái đuôi đây, chúng ta trong câu này là Kamalaya Asatan, cái nghĩa là không có bị dính mắc ở trong dục trần. Rồi Kamama nè, là cái chữ này mà làm ơn cho tôi xin cái chữ Kamama nè, Kamama nè có nghĩa là chữ này đấy, Kamama đấy, có nghĩa là từng trải hay là kinh lịch. Kamama đấy, rồi xong thôi, một người chưa tỉnh đời say, chỉ một mình đã tỉnh, cả đời được chỉ một trong đấy. Tại sao cái người Kamama đấy, các bạn nhìn câu trong câu kệ, các bạn có thấy cái câu kệ, câu kệ nó có một cái chữ Kamama đấy, Kamama này, chúng tôi chỉ định nghĩa chữ khó là Kamama đấy. Giờ rồi cảm ơn, mà ở đây là mình bỏ chữ tí làm sao này, chữ tí đây là chỉ là dấu chấm thôi. Ok, Kamama đấy ở đây có nghĩa là từng trải hay là kinh lịch. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi tiếp theo, từng trải này có nghĩa là gì? Các bạn thấy tại sao tôi nhảy chữ không? Tôi không có giải thích cái chữ gì, tôi chữ vậy gì, tôi lại giải thích cái chữ đó vì tại sao? Các bạn nhìn vô cái bản chữ giải đi. Tôi chỉ giải cái gì tôi giải cái đó, còn cái phần còn lại là trong đó ngày Phật tử sáng thấy không cần thiết. Rồi lát tôi sẽ trả lại. Bây giờ nè, chữ bắt sắp hết hồi nãy mình đánh để mình hàng đậu rồi. Tăng là ấy đó, tăng là ấy đó, tăng là ấy đó, tăng là ấy đó. Sắp ta vi đung là một toàn giác, toàn tri. Sắp ta là tất cả, sắp ta vi đung là bậc toàn giác, sắp ta là tất cả, vi đung là hiểu biết, toàn giác hay là toàn tri. Sắp ta vi đung, suốt mê tăng cũng vậy, suốt mê tăng là wise man, wise man. Sư mê thăng ấy, đúng. Sư mê thăng. Bây giờ tôi giải thích kinh nha, tôi chưa giải thích kinh, tôi chưa giải thích chữ thứ. Sư mê thăng.
số người thành có nghĩa là người thông minh, là bậc hiền trí, rồi phải sắp bao nhiêu đông là cái bậc toàn trí. Bên dưới tiếng kia mình thấy nó dịch cái chữ này là omniscience, đó anh dịch vậy đó, vậy là toàn giác hay là toàn tri, là cái người là cái giống gì cũng biết, biết tất cả cái gì cũng biết. Rồi sau nó mùi đây, rồi sau nó mùi Ariye Pati Kamama Nang Mehe Sing. Cái câu cuối cùng đó, câu cuối cùng là Ariye Pati Kamama Nang Mehe Sing. Là mà hôm qua tôi có nói rồi, cái chữ ý xí đó là bậc hay là người tầm cầu hay theo đuổi mục đích cao cả nào đó. Má ha, rồi cái chi nữa cộng, má ha cộng với ý xí nhé, đó chính là xí. Rồi đúng rồi đó, má ha là to, là great, má ha là great, má là great. Còn cái ý xí đó nó có nghĩa là sicker. Maha là great, nó là great, Maha great, Maha seeker, là great seeker, great seeker, ok. Rồi, rồi bây giờ mình ta ngoan, bây giờ làm ơn ghép, dùm tôi làm ơn ghép, làm ơn ghép là tất cả những cái chữ dịch từ nãy giờ dùm tôi được không? Cảm ơn các vị làm ơn ghép là tất cả dùm tôi được không? Bây giờ tôi mệt lắm, bây giờ nó cứ rè rạc rồi. Bây giờ quên, bây giờ quên lại làm ra một bài dùm tôi được không? Hãy dùng mắt, hãy dùng trí tuệ của mình mà nhìn ngắm những cái bậc có đầy đủ các đức lành. Cái bậc nhìn thấy tất cả vấn đề, những ý nghĩa sâu sắc chi li nhất. Bậc ban bố trí tuệ cho chúng sinh, bậc cư trần bất nhiễm. Một người không có bị dính mắc ở bậc cư trần bất nhiễm xong rồi sao? Bậc cái câu cuối cùng đó, bậc cư trần bất nhiễm rồi cái gì nữa? Bậc hiền trí, hãy dùng mắt, hãy dùng trí tuệ của mình nhìn ngắm cái bậc đầy đủ các đức lành, bậc hiểu biết được tất, bậc nhìn thấy được tất cả những cái vấn đề sâu sắc nhất, bậc cư trần bất nhiễm, bậc hiền trí, bậc toàn giác, bậc kinh lịch trong Ariya thì có nghĩa là thánh đạo. Ariye Pathe, Ariye Pathe có nghĩa là thánh đạo. Các vị thấy không? Ariya là thánh nhân, Ariye là thánh, thánh nhân. Pathe là con đường, trên con đường. Cái chữ này đó trong nhóm mà trên tiếng Anh vậy đó, Pathe. Tiếng Anh đó, trong tiếng Pali giống bao, trong tiếng Anh đó, nó giống như chàng chữ Pháp Hạ là con đường nha. Ariya Pathe là cái con đường là thánh đạo. Giống cái chữ bao trong tiếng Anh đó, đó nó đặc biệt cái chỗ đó, nó giống chỗ đó, nó giống hai chữ là nó giống nhau. Cũng giống như là trong cái tiếng Latin đó là có chữ đen là răng, trong cái tiếng Pali đó có chữ đanh tác, trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức đó, thì nó có chữ súp hay là súp tê, trong tiếng Pali là su tắc là canh hay là sức nha,
nó có nhiều chữ nó giống kinh hoàng. Hoặc là trong tiếng Anh nó có cái chữ range of mountain. Thì chữ range trong tiếng Việt Nam mình á, nó có nghĩa là cái chữ rãnh. Thì cái đi đó không? Nó ngẫu nhiên thôi. Một bên đó là range of mountain, một bên đó là rặng núi. Cái rặng á, cái rặng núi đặc biệt cái đó nó giống thời gian này. Rồi cái chữ cấm mà nằm đi ta cơ qua, cái chữ cấm lịch đây có nghĩa là từng trải qua. Cái chữ cấm lịch đây từng trải qua. Và tôi ngờ rằng cái ý tưởng này nè, cái quan điểm này ở trong kinh điển nguyên thủy đó, nó đã trở thành ra là cái nền tảng cho một cái quan niệm bên Bắc Tông, để dẫn đến cái câu nói rằng không phải ta mới thành Phật trong kiếp này mà ta đã thành Phật từ vô số kiếp. Cái bên Bắc Tông có cái câu đó, không phải là Đức Như Lai, Thích Ca Mâu Ni chỉ mới thành Phật trong một đời một kiếp này đâu, ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp về trước. Trong khi đó ở đây đó, những cái đồ nó hiểu khác đi. Cái nó mà nằng ở đây có nghĩa là hát câu qua má hà bố tụ mình đi viếng hà đi ra mặt kì mì quá mặt kì nó gặp tồn nó y đà nó gặp chặt tỉ tì tăng và nó bà bà với y đà ngũ tần. Có nghĩa là câu này có dịch là tu mô kiếp mà ngộ ngộ nhất thời. Cái câu này nó có nghĩa là vậy đó. Cái chữ cấm mà nó ở đây nó có nghĩa là cái kinh lịch, có nghĩa là từng trải qua. Kinh lịch tiếng Việt Nam nó ở cái cha nó có kinh nghiệm, gọi là cái con người nó dùng cái lịch thiệp vậy lắm. Lịch là từng trải qua, thiệp đó là cũng là thiệp là crossover thiệp đó, thiệp cái lịch thiệp ở đây nó đặt ra cái lịch này nghĩa là từng đi là đi qua, thiệp là lội qua, từng đi qua. Cái hai chữ đó đồng nghĩa, nó synonym nhau, kinh lịch hay là lịch thiệp. Thiệp là vượt qua một cái dòng chảy là thiệp. Cho nên ở đây nó có nghĩa là con xin đảnh lễ cái bậc mà đã có một cái vốn liếng lâu đời, một cái bậc kinh lịch trong thánh đạo. Có nghĩa là không phải hôm nay Thế Tôn mới sống ở trong pháp, mà đã nhiều đời những kiếp Thế Tôn từng sống ở trong pháp rồi. Nhưng mà không nên hiểu xa nữa, không nên hiểu theo cái kiểu mà Như Lai đã từng thành đạo nhưng nhiều kiếp thì không phải, mà đang hiểu như vậy đó. Các mà đang phát ra qua mà không phải chỉ trong bây giờ đâu, mà áp ti tâm bán hù bà đà ghét, có nghĩa là cái con đường Đức Tôn đã đi lâu lắm rồi. Làm sao là trong kinh nói cách đây 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, ngài đã xác định cái con đường của mình là gì? Tự ngộ và độ tha. Phải ghi câu đó vô. Cách đây 4 a tăng kỳ ngài đã xác định con đường chi con đường tự ngộ và độ tha. Ngài đã xác định rồi, làm ơn ghi những tôi cái câu này. Bồ Tát chánh đẳng giác có 3 hạng. Bây giờ tôi mệt rồi, tôi không có thấy đường, nó đọc cho các vị viết nha. Bồ Tát chánh đẳng giác, Phật tôi có 3 hạng, các vị nhớ mà bên Nam Tông nó nguyên thủy đó là Phật có 3 hạng. Đọc giác là tự mình giác ngộ, không thầy nhưng cũng không làm thầy cho ai được, được gọi là đọc giác. Còn trang giác là tự ngộ, không có thầy nhưng mà cũng có thể làm thầy người khác. Cho nên nó lạ là bữa nay cái người ngũ lục rất là đông. Rất là đông. Nhờ viết có mấy câu được nổi. Bồ Tát có 3 hạng, Phật có 3 hạng là đọc giác, toàn giác và tinh thông giác. Thì đọc giác là tự ngộ không cần thầy nhưng không thể làm thầy cho ai, đó là đọc giác. Còn toàn giác là tự ngộ không có thầy nhưng có thể làm thầy cho người khác. Còn tinh thông giác là muốn giác ngộ phải có thầy nhưng mà bản thân mình cũng có thể làm thầy cho người khác, chứng đắc giống như mình vậy. Tinh thông giác đọc đó rồi đó. Ví dụ như ngày Sa Lợi Phất,
Trong kinh này ngài giảng cái bài Samma Citta Sutta. Samma Citta Sutta do ngài gì Xá Lợi Phất thuyết. Chấn động 10.000 thế giới, dễ sợ như vậy. Và cái sự vô số thiên chúng chứng đạo, dễ sợ như vậy. Đó, cái bài kinh thường là Samma Citta Sutta, do ngài Xá Lợi Phất giảng, chấn động 10.000 thế giới và vô số thiên chúng chứng đạo, dễ sợ như vậy. Cho nên độc giác là tự giác ngộ, không dạy ai, không có thầy. Cái dạng thứ hai là toàn giác tự ngộ mà có thể làm thầy người khác. Còn thinh văn giác á, thì muốn đắc phải có thầy, nhưng mà cũng có thể làm thầy cho người khác đắc, làm thầy giúp người khác đắc. Cái đó có ghi giới hạn đó nữa. Rồi tôi muốn chứng minh là đó là ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn. Còn có người bị bồng sang nữa, ví dụ như ngài Ma Nam ra ngài Na Tiên Nè Ngài Nè Gác Xuyên á, giúp người đắc sơ quả khi mình vẫn còn là phàm, sau đó mới chứng thâm. Đó là trường hợp đó còn đã nữa. Ngày nay cái xe đó là giúp người đắc sơ quả khi mình vẫn còn phàm, sau đó mới chứng thâm. Rồi bây giờ ghi tiếp cái nữa là Bồ Tát toàn giác có 3 trường hợp. Bồ Tát toàn giác có 3 trường hợp. Trời đất ơi, cái thiên nhân mà viết tắt cái này là chết. Viết tắt cái này là chết. Viết tắt cái này dễ hiểu lầm nha. Bồ Tát giác có 3 trường hợp là hạnh trí tuệ, tức là lấy hạnh hạnh thứ nhất là lấy trí tuệ làm động lực chính. Hạnh thứ nhất là lấy trí tuệ làm chủ đạo. Trường hợp thứ hai là lấy niềm tin làm chủ đạo. Rồi cái hạng thứ ba là lấy cái sự tinh tấn làm chủ đạo. Cái hạng tinh tấn này mình có thể gọi tiếng Việt là hạng Bồ Tát lấy công làm lời, có nghĩa là hạng phục thích phục vụ đó. Mà tinh tấn là năng phục vụ, là vậy đó. Kém khôn ngoan chẳng đủ niềm tin. Thì ở đây trường hợp mình gọi là lấy công làm lời. Nhưng mà cái lòng đại nói vậy thôi, chứ cái trí tuệ của các vị đó viết khoát là phải hơn với người bình thường rồi. Nói ở cái vị đó trí tuệ nhiều hơn đức tin, và cái vị đó đức tin mạnh hơn là tinh tấn mạnh hơn trí tuệ của những người là so bản thân các vị đó, gọi là so giữa các vị đó với nhau nha. Rồi và hạng Bồ Tát mà lấy trí tuệ đồng chủ đạo đó, thì trong cái lần đầu, trong lần đầu mà được thọ ký đó, trong cái ngày đầu tiên, cái kiếp đầu tiên mà được thọ ký, nếu mà đổi một chuyện, nếu mình chuyển nguyện, nó có thể chứng được lục thông tam minh và trí tuệ thần tinh. Mà nói như vậy đừng nghe hơi buồn, cho nên mình nói mình sửa là cách nói khác, là cái hạng Bồ Tát mà trí tuệ đó hả, trong cái kiếp đầu tiên mà được Phật khác thọ ký đó, đủ sức chứng được lục thông tam minh và trí tuệ thần tinh. Biết cái gì kịp không? Bồ Tát hạnh trí tuệ trong kiếp đầu tiên được thọ ký đó, đủ sức chứng được lục thông phải tam minh phải tuệ phân tích, gọi là một vô nhiều bộ đủ lời, gọi là bốn trí vô ngại. Bốn trí vô ngại. Tôi nhắc lại, Bồ Tát là cho nhanh nhanh qua bài kinh khác hết giờ rồi. Đủ sức chứng được lục thông tam minh bốn phân tích rồi. Các vị biết lục thông là gì mà? Lục thông có nghĩa là biến hóa thông, có nghĩa là có thể là bay nhảy rồi độn thổ, đi trên nước, đi qua lửa, đi xuyên tường, đó gọi là biến hóa thông. Rồi thiên nhãn thông là có thể nhìn thấy những gì ở xa nhất, những gì vi tế mắt thường không nhìn thấy, thì người vẫn nhìn thấy, đó gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ cũng vậy,
Thì nhĩ tông có nghĩa là nghe được những âm thanh từ rất là xa hoặc là những âm thanh rất là nhỏ, những cái tần sợ tần số, những cái làn sóng hạ âm. Tôi không biết cái này có được nghe với hạ âm không? Hạ âm tức là những cái âm thanh mà nó có cái tần số rất thấp, nó rất thấp, thấp đến mức mà cái tai thường không có nghe được, tai thường không có nghe được. Thì khoa học gọi đó là những cái làn sóng âm thanh hạ âm, nó có tần số thấp mà nó tai người nghe được. Nhưng chúng ta biết nó có những cái âm thanh mà cái tần số nó thấp đến mức đó, cái frequency của nó thấp đến mức mà chỉ có con chó nó nghe được thôi, hoặc là con cá heo nó nghe được, nhưng mà con người không nghe được. Các vị có biết rằng trong những cái kỳ sóng thần như tsunami đó, là cái xác chết mà gọi là mà người ta lĩnh được đó là 99,9% là toàn là xác người không, đặc biệt như vậy. À, trong khi đó là xác thú là cực kỳ hiếm hoi. Là vì sao? Là vì mấy ông thầy của tôi là ông đang nghe được những cái chấn động, nghe được những cái âm thanh mà địa chấn, những cái âm thanh chấn động từ đó là đất, từ rất sớm, tức là trước đó nhiều giờ đồng hồ, là những con thú mà trong zoo, trong sở thú là nó đã nhảy lồng lộn lên, mà nó còn những con thú rừng mà nó chạy được là nó chạy hết, nó chạy nó liền khỏi từ biển hết, nè, nên tích lan nó còn voi rồi đó, là nó dọt hết vô trong đất liền càng sâu càng tốt. Trong cái con người mình bây giờ đã còn đi tắm biển thì chết. Thậm chí năm 1960-1961 gì đó, ở bên bờ biển ở Brazil, tự nhiên cái nước nó rút sâu thiệt, nó rút xa lắm. Rồi dân tắm biển nó thấy nó rút, nước biển rút nhanh đến mức mà cá nó chạy ra không kịp. Thôi người ta mới đổ ra, người ta lụm cá. Thì lúc đó nó thình lình, nhưng mà do nó đánh ập trở vô, nó lừng lửng như ngôi nhà mấy chục tầng vậy đó. Thế là chết, chết sạch. Cái lần đó là ở bên Brazil chết rất là đông, tôi bắt tay đó, chết đông lắm. Còn lần năm 2002 cũng vậy, tôi có những loài thú nghe được những tần số và những làn sóng hạ âm. Cho nên nó tránh được hết. Cho nên nó bật, cái bật mà có lực thiên nhĩ thông cũng vậy đó, họ có cái khả năng nghe được. Tiếp Bali gọi là ma nút sa cát, tiếp cầm cái ma nút sa cát là có nghĩa là cái khả năng mà vượt khỏi cái khả năng bình thường của con người. Tiếp cầm ta ma nút sa cát có nghĩa là siêu nhân. Tiếp cầm cái ma nút sa cát có nghĩa là siêu nhân. Cái khả năng siêu nhân đây có nghĩa là cái khả năng mà nghe được hoặc là thấy được, làm được những việc mà sức người bình thường không có làm được, thì gọi đó là khả năng Superman. Cái Superman nó trong tiếng Bali gọi là Atikamamanusaka, Superman. Ok, đó. Ai mà thích thêm siêu nhân phải biết cái chữ này, Atikamamanusaka nghĩa là vượt khỏi, Manusaka là cái khả năng của loài người. Atikamamanusaka nó sẽ cả là khả năng siêu nhân Superman. Superman đó trong kinh thì nó ngon lắm chứ bây giờ. Rồi cái khả năng tha tâm thông làm sao? Tha tâm thông có nghĩa là đọc hiểu được tâm người khác. Đấy, cái dòm cái mặt cái người ta biết người ta nghĩ cái gì, đó là tha tâm thông. Thi nhãn, thi nhĩ, rồi cái biến hóa, rồi cái tha tâm thông. Rồi cái túc mạng thông có nghĩa là nhớ được đời xưa kiếp trước. Nhớ được cái đời xưa kiếp trước là nhớ quả. Túc mạng thông có nghĩa là nhớ được cái quả quá khứ. Rồi cái sanh tử thông là nhớ được cái nhân quá khứ. Túc mạng thông nhớ được cái nhân quả quá khứ làm sao? Nhớ được kiếp trước đó là thọ hành tấm tướng. Sư chủ dùng cái chữ thọ tấm tướng nghĩa là sống được bao nhiêu. Hành đây là cái sở hành, cái đời sống sinh hoạt ra làm sao, tấm tình mình ra làm sao, tướng là tướng mạo, hình dung, nhan sắc, mặt mũi của mình nó ra làm sao. Thọ hành tấm tướng nhớ hết, nhớ được cái đó gọi là cái quả luân hồi đó. Rồi cái sanh tử minh gọi là có chỗ cũng dùng trở lại cái chữ thiên nhãn minh nữa. Cho nên thiên nhãn minh nó có hai loại, là một loại là có mắt nhìn thấy này cái kia theo cái nghĩa vật lý, còn cái chữ thiên nhãn minh nghĩa thứ hai nghĩa là nhìn thấy mọi thứ theo cái nghĩa tâm lý. Có nghĩa là nhớ được cái nhân tử là nhớ được kiếp trước mình làm một vua, mà tại sao cái thiên nhãn cái túc mạng thông là nó giúp cho mình nhớ được kiếp trước mình cách đây 2 kiếp, 5 kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, triệu kiếp, ức kiếp mình làm vua, làm ăn mà, làm kỹ nữ, làm ăn cướp, làm thầy chùa, làm linh mục gì đó.
Nhưng mà đó nói là nhớ cái quả luân hồi, còn cái song tử minh á, để là nhớ cái nhân, cái là vì sao mà cái kiếp đó ta lại làm vua, nhờ đâu mà kiếp đó ta làm diễn viên, hoa hậu, người mẫu, vì đâu mà cái kiếp đó ta làm ăn mày, làm thầy chùa, làm tu sĩ, làm ăn cướp, vân vân. Thì cái đó ta phải nhớ là cái nhân sanh tử. Và cái thông thứ sáu đó là lậu tận thông, có nghĩa là chấm dứt toàn bộ các lậu hoặc nghe. Cái đó là lục thông. Còn tam minh đó là sao? Tam minh tức là lấy phân nửa cái lục thông ra mà nói, chứ nói kể cho xa vậy thôi. Chứ tam minh nó chính là một nửa của lục thông, có nghĩa là tâm minh ở đây tức là túc mạng minh, là nhớ được cái quả luân hồi ta đã từng làm gì, sống ra sao. Rồi cái sanh tử minh đó là thấy được cái nhân nào mà ta đã trải qua những cái kiếp sống đó. Còn cái lậu tận minh là chấm dứt được hoàn toàn các phiền não, thì ta được gọi là tam minh nha. Cho anh kể đừng nói sai, thật ra là tam minh tức là một nửa của lục thông thôi chứ không có gì hết nha. Rồi còn cái tứ tuệ phân tích làm sao? Cái tứ tuệ phân tích là sáng nay có giảng cái đời kinh này không là hết rồi. Tứ tuệ phân tích là một là pháp vô ngại giải, mà cũng có nghĩa là nhân vô ngại giải. Cái đầu tiên là pháp vô ngại giải, hay là cái gọi là nhân vô ngại giải. Thâm mát đó tới sầm đà, pháp tí sâm phi đà, rồi cái nữa là áp thác pháp tí sâm phi đà, rồi cái thứ ba nữa là ni rút tí pháp tí sâm phi đà, rồi cái cuối cùng là pháp tí tha nè pháp tí sâm phi đà. Pháp vô ngại giải có nghĩa là đúng là theo trật tự tinh kinh thì họ kể cái kia trước, họ kể cái nghĩa vô ngại giải trước, là tới pháp vô ngại giải. Có nghĩa là một cái là nhân, một cái là quả. Có nghĩa là thứ nhất là cái nghĩa vô ngại giải nó có hai nghĩa. Một đó là người ta nói cái gì mình nghe mình cũng hiểu được hết, nói cái gì mình nghe mình cũng hiểu được hết. Và cái thứ hai nữa đó có nghĩa là hiểu được cái quả, thì có nghĩa là nhìn nhân ấy, thấy ra quả, mà nhìn quả thấy ra nhân, nghĩa là nhìn cái đó nó biết cái này nó sẽ dẫn đến cái gì, gọi là nhìn cái đó nó biết nó từ đâu mà nó tới, đó gọi là nhân quả, nó gọi là nhân vô ngại giải, và quả vô ngại giải là chỗ đó. Tức là nhìn nhân nghĩa là nhìn cái này nè biết nó sẽ dẫn tới cái gì, đó gọi là nhân vô ngại giải. Còn cái quả thì là giải, nghĩa là nhìn cái này nè biết là từ đâu nó tới nè. Đó là một cái định nghĩa. Một định nghĩa nữa, pháp vô ngại giải có nghĩa là nghe cái gì cũng có thể quy về Phật pháp được hết. Các bạn nghe kịp không? Pháp vô ngại giải nó còn có một cái nghĩa nữa, có nghĩa là nghe cái gì, thấy cái gì thì cũng đều có thể quy về Phật pháp được hết. Thí dụ như là Đức Phật hoặc ngài Sa Lợi Phất, đó đúng là tất cả những vị mà đắc tuệ tất đều có khả năng này. Tức là nhìn cái gì cái này cũng có thể thuyết giảng về tứ đế, về duyên khởi, về duyên hệ, về 12 xứ, 18 giới, về bốn đế. Nhìn cái gì, cái mũ, cái ly, cái tâm xẻ răng, chiếc lá, tơ nhện, tấm vải, cái bàn, cái tủ, cái ghế, cửa sổ, nóc nhà, vách tường, trần, sàn. Đó, rồi cái xe cộ, con nai, con thú, rồi con chim, con cá, bất cứ cái gì, nhìn cái gì cái ngày cũng có thể thấy, có thể nói pháp được hết. Đó gọi là pháp vô ngại giải, nghĩa là nhìn cái gì cũng quy về pháp được hết. Rồi có nghĩa vô ngại giải là cái, nói cái gì nghe cũng hiểu. Rồi cũng có một cái cách nữa là nhìn nhân mà thấy ra quả, mà nhìn quả thấy ra nhân, đó cũng là một cái định nghĩa nữa. Đó gọi là nhân vô ngại giải, là quả vô ngại giải, hoặc là pháp vô ngại giải, hoặc là nghĩa vô ngại giải, là phải hiểu đủ như vậy đó. Rồi cái thứ ba là nếu rốt tiếp ta thì xâm phía ra, có nghĩa là các vị này có một khả năng ngôn ngữ không có hạn chế. Thì cái này cũng có hai nghĩa. Thứ nhất là các vị này có cái khả năng tùy vị,
cái chữ ni rốt tí này tùy vị mà hiểu, có vị đó thì cái ni rốt tí thì có nghĩa là cái khả năng ngôn ngữ không giới hạn, có nghĩa là như Đức Phật chẳng hạn, không có một cái thứ tiếng nào người nghe cũng không hiểu, đó là định nghĩa thứ nhất, cái nghĩa là cái ngôn ngữ là bát nhĩ không, tự nhiên tắt xong là có khả năng đó là ngôn, ta nói cái tiếng gì nghe cũng hiểu hết, đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai nó là nếu rốt thì bát thứ sanh ra, nên là từ luôn này giải đây có nghĩa là gì, có nghĩa là dầu không có biết tất cả các ngoại ngữ nhưng cái tiếng mẹ đẻ của mình á, mình có khả năng đi tới nơi tới chốn đó, mà tới nơi tới chốn ở mức độ nào, ở chỗ là có thể dùng nó như là một phương tiện ngon lành để mình diễn đạt những gì mình hiểu trong Phật pháp, diễn đạt tất cả những gì mình muốn nói một cách không giới hạn đó. Bởi vì hôm nay chúng ta thấy có rất là nhiều người cái kiến thức chuyên môn cực giỏi, nhưng mà kêu họ giải thích thành trình bày từ chữ họ không có đủ, họ giỏi nhất ai nói cái gì họ cũng biết, ai nói đúng nó đặt họ biết hết, ai nói hay nó giỏi họ biết hết, nhưng mà kêu họ nói nó họ bị giống như bị trệ ẩu vậy đó, ấm ma nói không có được, không có đủ tưởng từ để dùng, hoặc là có thể gây cho người ta sự hiểu lầm, hoặc có thể gây cái phản cảm vì từ ngữ nghèo quá. Nhưng mà cái trường hợp nếu rút chúng ta sau khi ra là cái vị này có cái khả năng vô ngại vô hạn ở trong cái sự trình bày nhé. Rồi cái cuối cùng là bát biến pha nhé, bát biến sau khi ra có nghĩa là cái khả năng ứng biện, có nghĩa là chạm vô là bật ra, chạm vô là bật ra, chứ không có màn mà từ từ mò nhé. Cái nghĩa thứ tư nghĩa là chạm vô là bật ra, cái chữ thứ tư nghĩa là chạm vô bật ra, chứ là ai vừa hỏi tới là làm gì xử gì, chứ không có vụ mình ngồi là nay hỏi mà đó là ok bát biến pha nó nghĩa là như vậy, nghĩa là ào ạt tuôn chảy rào rạt lưu quá thao thao bất tuyệt không được chứa ngại, chạm vô là bật ra. Rồi thì cái hạng Bồ Tát mà hạnh trí tuệ nó trong cái kiếp đầu tiên được thọ ký đủ sức để chứng lục thông và tuệ phân tích. Tại sao tôi bỏ tâm minh, bởi vì tâm minh kể là chỗ vui như thế nha, chứ tâm minh nó là một nửa cái lục thông nha. Như vậy thì ở đây mình cũng nhớ lại trong cái kiếp đầu tiên mà được thọ ký thì cái vị Bồ Tát hạnh trí tuệ đủ sức chứng được lục thông ra và tứ tuệ phân tích. Rồi thứ hai là trong cái kiếp đầu tiên mà được thọ ký đó thì cái vị mà hạnh trí tuệ đó đủ sức chứng được lục thông thôi, đủ sức chứng được lục thông, có nghĩa là lúc đó nếu mà chuyển nguyện không muốn thành Phật nữa thì chỉ cần trong nháy mắt là vị này lập tức chứng lục thông ngay tức thì, đủ tiền để mua cái lục thông, nó năm nay là đủ tiền để mua cái lục thông, đủ tiền để mua. Tức là nói theo ngôn ngữ của mình đó là nếu vị đó không có mua nhà thì lập tức đủ tiền mua, bởi ý không mua nhà đó thì lập tức đủ tiền để mua chiếc Mercedes liền, nói theo mức một chiếc Mercedes đủ liền, chứ đổi ý không mua. Còn vị mà Bồ Tát đọc, vị mà Bồ Tát hạnh trí đó, nếu đổi ý không mua cái nhà đó thì đủ sức mua thêm chiếc tàu nữa, vừa tàu và xe luôn. Còn với vị mà hạnh đức tin đó, thì lúc đó chỉ đủ sức mua cái nhà, mua bỏ ý mua nhà mình đủ sức mua cái xe thôi, chứ không có mua nổi cái tàu nha. Rồi tiếp theo nữa là vì tôi nhắc lại nha, cái hạng đức Bồ Tát mạng và đức tin, lấy đức tin làm chủ lực ấy, làm chủ lực ấy, thì cái kiếp đầu tiên mình thọ ký đủ sức chứng được lục thông. Rồi thứ ba là hạnh Bồ Tát, Bồ Tát hạnh tinh tấn, trong cái kiếp đầu tiên mình được thọ ký nếu mà chuyển nguyện, thôi nói đi chuyển nguyện nghe buồn, chỉ đó là trong cái vị Bồ Tát hạnh tinh tấn trong cái kiếp đầu tiên mình được thọ ký đủ sức để chứng tam minh. Nãy giờ đó, xong rồi, không có ai biết giùm hết. Tại vì mấy cái đó nó đang liên hệ với câu kệ mà tôi đang giảng nha. Bồ Tát trí tuệ mình thường ký, rồi bây giờ mình cứ bê nguyên cái này xuống, mình cứ bê nguyên cái này xuống. Đó, đừng có mình bê này xuống. Bây giờ chứng được tam minh, đó vậy đó.
tức là Bồ Tát có khả năng thôi chứ không thành chứng, vì nếu có chứng là coi như xong, bởi vì gái chứng chuyên chỉ có một chồng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đã lấy chồng rồi thì mình không có lấy người khác được nha. Thì ở đây cũng vậy, một khi đã chọn làm chúng tăng thì không có đi tiếp nữa. Còn bên Bắc Tông thì vui hơn, tôi Bắc Tông nữa nó vui hơn tôi bên đây. Theo Đồng Pháp Hoa đó, theo Đồng Pháp Hoa đó thì coi như sau này đó là ngày Xá Lợi Phất đó, là coi như ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan, ngày Cây Diếp, ngày Ra Hầu La, rồi kể cả ông Đề Đạt La là sau này thành Phật giáo, giáo giáo nào thành Phật hết. Có nghĩa là mình mà tu Pháp Tông nó vui hơn, là ví dụ như bây giờ đó là mình còn phàm á, mà mình đi luân hồi rồi mình tu Ba La Mật nó mệt lắm, tại vì tham sân si nó còn nguyên nè, nó khổ lắm. Nhưng mà bên kia đó thì khi được mình đắc A La Hán rồi, hết phiền não rồi đó, không còn chấp ngã chấp nhân, nhưng mà còn cái chấp pháp thôi. Cái chấp pháp thì nó đâu có, nó có gì đâu khó, đâu có nặng so với cái chấp ngã chấp nhân. Cho nên đắc A La Hán rồi tha hồ mà tu Ba La Mật. Trong khi nó bên Nam Tông thì không, bên Nam Tông là chỉ có một lần đò thôi. Có nghĩa là nếu mình chọn là chúng ta thì mình không có thể trở thành độc giác hay toàn giác được nữa. Là vì sao? Đây là một chỗ rất là sâu. Một người mà đã chứng được sơ quả rồi thì vị đó không còn tha thiết muốn luân hồi để làm cái gì nữa. Cái câu này phải ghi cho đủ nha. Sơ quả chứ không thèm, không thèm mà mấy bà bậc cao, không cần nói với A-la-hán, chỉ nói sơ quả tu đầu quần thôi. Theo Đông Nam Tông, người chứng sơ quả không còn cái khả năng luân hồi nữa, đã không có khả năng luân hồi mà lại cũng không còn muốn luân hồi, nó ở một cái ốc rồi nha. Họ tôn kính Đức Phật đúng, họ rất là vị sơ quả là tôn kính Đức Phật, rất là tôn kính. Họ có thể chết vì Đức Phật, chứ không phải như mình thờ bạc người, chứ còn mà mình không có thể vì Đức Phật mà mình hy sinh nha. Mình không có vì đạo mà mình hy sinh tính mạng, nhưng mà bị tu đồ quần chỉ nó là very nhỏ, chỉ nó như là nhỏ xíu, nhỏ giống như là cắt móng tay, có khi còn giống như là bứt một cái sợi tóc vậy đó. Nó đơn giản như vậy đó. Cái chuyện họ coi cái mạng họ, họ coi cái mạng họ nhỏ xíu để hy sinh cho đạo đó, bị sơ quả coi nhỏ xíu. Bị sơ quả đó, nếu là cư sĩ thà chết không phạm giới cư sĩ, nếu là người xuất gia thì thà chết chứ không còn với phạm giới xuất gia. Kinh hoàng như vậy, dễ sợ như vậy, đáng mẻ như vậy. Tuy nhiên vị sơ quả không còn có khả năng luân hồi nhiều nữa, không quá bảy kiếp. Đó về nói về cái về mặt technique, về mặt kỹ thuật cách, nói về mặt kỹ thuật thì vị này không còn cái khả năng, không còn đủ cái phiền não để mà luân hồi quá bảy kiếp ở cõi dục. Mà nói về mặt tâm lý thì vị này không còn tha thiết cái chuyện mà đi thêm nữa để mà thành cái gì đó làm miễn miễn lễ, cái điều đó là không có rồi nha. Nó nản, nó nản lắm. Còn mình thì mình còn thà mình nghĩ chỗ thành Phật, cái gì cũng biết hết hả? Rồi giờ coi là tiên nhiên nhân loại trong ba cõi mười phương coi như là quỳ lạy mình, mình cái gì mình cũng biết, trở thành một bậc có đủ 32 hảo tướng đại nhân, 80 phụ tướng phụ, rồi hào quang, rồi thôi công đức vô lượng tùm lum tà la. Mình nghĩ đã quá, nhưng mà thật ra một vị mình đắc tu đồ quần nể Phật, kính Phật, thương Phật, quý Phật, có thể chết cho Phật, nhưng họ hết điên rồi. Họ không, thứ nhất họ không còn khả năng liên hồi để hành Ba La Mật, thứ hai đó họ đã nản, nó thấy vậy thôi chứ hết điên rồi. Ở trong cái tâm hồn của vị thánh đó, cái là hãy còn lăn trôi, mình phải nhờ cái sức hút, cái sức hút của phàm tâm rồi cộng với cái đại hùng đại lực của một vị Bồ Tát, hai cái đó nó cộng lại mình mới đủ sức. Rồi thứ ba đó là cộng với cái phiền não nữa, nó mới làm cái lực đẩy nó làm cái lực đẩy để mình đi luân hồi nha. Một là mình phải còn cái phàm tâm, thứ hai nữa là mình phải có cái đại hùng đại lực của một vị Bồ Tát. Thì có thể rồi cái nhờ cái sức đẩy của, nhờ phiền não mà mình mới còn mới thể liên hồi, cái kéo dài liên hồi được. Rồi nhờ cái đại hùng mỗi lần cái thì mình mới có thể hành được Ba La Mật khó khăn thì phải có hai cái này nó trộn, mình nó làm ra cái lực đẩy đi cái quả tiễn của mình, nó mới rời cái dằn phóng được nha. Còn người bình thường đó, thì như mình như mấy người trong đêm mình bây giờ là chỉ có phiền não là dư sức cái lực đẩy phiền não của mình, còn như nó đẩy mình đi như là biệt miệt sân ghê luôn á. Cố nhân viên bây giờ mới về đó, nhưng mà coi như mình thiếu cái đại hùng nỗ lực, cho nên mình có khả năng liên hồi chứ không có khả năng thành Phật. Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là tuyệt đối. Nếu bây giờ mà mình nhìn thấy một vị mà có sáu màu hào quang mà có 32 đại nhân tướng thì maybe mình đổi nguyện, mình có thể với cái sự tác động, với cái sự kích thích từ cái hình ảnh đó có thể làm cho mình
các sơ phát bồ đề tâm. Trong kinh nói có nhiều, rất là nhiều, có vô số chúng sinh khi mình nhìn thấy Đức Thế Tôn thì họ đã lập tức phát thệ Phật đạo. Nhưng mà thì sao? Khi mà ra khỏi cái giây phút đó rồi, con không còn nhìn thấy Phật nữa thì họ ớn và đậu, họ lẫm xương sống, họ không dám đi nữa. Vì các vị biết chỉ cần một lần nó đau răng thôi, một lần mà nó bị tiêu chảy thôi là mình đã thấy mãn luân hồi rồi nha. Rồi bây giờ mình lần mình bị mất số tiền là 10.000 đô la là cái lòng nó tan nát cả nào. Rồi vợ đẻ con đau đầu có chữa rồi đủ thứ cái chuyện sinh đi tử biệt, tất cả những cái đó nó làm cho mình không có cái gan để đi luân hồi đâu nha. Ok, cho nên ở đây trong đây kinh mới nói rằng hãy dùng trí của mình, hãy dùng mắt của mình mà gì này, bây giờ mới bắt đầu trở lại tôi kể nè, để mà nhìn ngắm, để mà nhìn ngắm một cái bát còn sao, để mình nhìn ngắm cái bậc mà có đủ đức làm, có một cái nhìn có hiểu biết mọi cái vấn đề sâu sắc, cái bậc mà ban bố trí tuệ cho người khác, cái bậc cư trần bất nhiễm, cái bậc toàn giác, cái bậc hiền trí, cái bậc kinh lịch trong thánh đạo, có nghĩa là sao? Nghĩa là từ nhiều kiếp trước thì ngài đã Ariya Phật thiện cấm mà màng, có nghĩa là ngài đã từng đi trên con đường đó từ lâu lắm rồi, là bậc kinh lịch trên thánh đạo. Cái chữ Ariya Phật thiện cấm mà màng đây nghĩa là bậc kinh lịch, là bậc từng trải đó, nhưng mà chưa từng đắc nha, phải nói như vậy. Đó, cho nên khi mà ngài giảng thành kinh chuyển pháp luân thì ngài mới nói là ăn nó nước xuất tì xuất hầm mì xuống, nghĩa ta trực, ta trực ngộ, ta trực ngộ, ta chợt thấy ra cái vấn đề mà ăn năn nốt xuất tiền sẽ thầm mì xuống, những cái pháp mà ta chưa từng được nghe, ăn năn nốt xuất tiền xuống, ta chưa từng được nghe, ăn năn nốt xuất tiền xuống, ta thầm mì xuống nghe, những cái pháp mà ta chưa từng được nghe, các bạn có thấy lạ không? Ngài đã từng xuất gia với chư Phật quá khứ, từng đụng lòng tâm tạng, và dĩ nhiên ngài đâu có lạ lùng gì cái pháp tứ đế duyên khởi. Vậy mà bây giờ trong bài chuyển pháp luân này, ngài vẫn nói rằng đây là cái pháp mà ta chưa từng được nghe. Những cái nhận thức của ta bây giờ về khổ, về tập, về diệt đạo là những cái nhận thức mà ta chưa từng được biết tới. Làm sao? Bởi vì rõ ràng trước đây khi mà ngài trong tiền thân ngài thuộc lòng tâm tạng, thì cái tâm tạng đó chỉ là những tấm ảnh không hồn, có nghĩa là cái lời của người ta nói, cái lời của người chứng đạo họ thấy rồi họ kể lại rằng họ thuộc lòng, chứ mình không có thật sự thấm thía, không có thật sự tiêu hóa, không có thật sự mà thấu suốt được như là bây giờ dưới cội bồ đề. Cho nên ngài mới nói là Amanusuti tam ni su, trong những cái pháp mà ta chưa từng được nghe bao giờ hết. Các vị tưởng tượng đừng có nói nó tướng đế duyên khởi ghi cho nó mệt. Các vị tưởng tượng một cái ly cà phê thôi nha, một cái người mình chưa từng uống cà phê thì bây giờ mình có viết một cuốn sách ngàn trang mà mình nói về cái hương vị cà phê, thì các vị tưởng tượng một cái người nó có cách chi mà hiểu được cái hương vị cà phê hay không? Trong kinh này chắc chắn là đều là trên 18 tuổi hết rồi phải không? Trên 18 tuổi, thì các vị cứ tưởng tượng đi, kỹ cà phê thôi chứ đừng có đi sách ra cái vụ mà cao siêu màu nhiệm duy quốc nha. Chỉ lấy cái cà phê, tôi chưa từng uống cà phê thì các vị nghĩ một cuốn sách ngàn trang mà nó nói về cà phê thì làm sao mà có thể nhờ đọc cuốn sách đó mà tôi hiểu được cái hương vị cà phê? Không cách chi. Cho nên nơi bổn sư của mình trong vô lượng kiếp tiền thân này cũng từng là những vị tỳ kheo thuộc lòng tâm tạng ào ào rào rạc nha. Nhưng mà rồi thì sao? Cái tứ đế, những cái duyên khởi, cái duyên hệ nhẹ, rồi những cái vấn đề sâu kín trong đó thì sao? Đến cái cuối cùng cái thành Phật này mới tiêu hóa, ngài mới thấy được tới nơi tới chỗ đấy. Chứ còn cái chuyện mà học của người ta đó thì chúng tôi nói chuyện nhẹ nhàng thôi, thấm thía được thế nào là cái sự sanh dị của danh sắc, thế nào là cái tính nhân quả, cái tính duyên khởi nhẹ của danh sắc, thì tôi xin nói thiệt cái vị đừng có buồn nha. Chứ câu chừng đó, mình không đọc sách thì không hiểu gì hết, phải đọc. Mà đọc mấy cái đó rồi nó chỉ là cản trở trong lúc tu thiền thôi, chưa gì hết mà cứ tưởng mình tệ này tệ kia nghe, tưởng mà thật ra là tôi bỏ chữ u mới đúng, là tệ này tệ kia thì đúng hơn nha. Bây giờ bởi vì thấm thía được cái sự
Thế thấy được cái tính nhân quả của danh sắc không phải dễ, thấy được cái tính vô thường của tính tam tướng của danh sắc không phải dễ đâu. Thấy mà thấy y như là trí tu á, chứ còn thấy rồi thấy kiểu mà pháp học, thấy kiểu mình trí văn thì coi chừng, nó không phải là cái trí tu. Và có coi chừng mình không phân biệt được cái trí tư và trí tu nữa. Tôi chỉ có thể góp ý một điều thôi: không học giáo lý thì không biết đường tu. Nhưng mà trong lúc cái thấy của mình trong lúc chứng ngộ á, nó không giống như là cái thấy của bài vở chỉ nghĩa. Mà nó đặc biệt cái này, nó không giống nhưng mà nó không có mâu thuẫn chống trái. Nó hay cái chỗ đó, nó không giống nhưng mà nó không có mâu thuẫn với cái mình đã học. Nhưng có một điều là không học thì không có chứng được. Nhưng mà khi chứng thì cái chứng, cái thấy trong lúc chứng nó không giống như là cái thấy trong lúc mình học. Phải nhớ cái đó. Cái này là một cái gì đặc biệt. Và điều thứ hai nữa là cái trí tu nó có một đặc điểm thế này, là nó là một cái sự trực nhận, nó là một cái sự hốt nhiên, hốt nhiên đại ngộ, hốt nhiên, nó hốt nhiên đại ngộ, nó thấy ra. Mà cái thấy là nó lạ lắm, cái thấy là nó không phải muốn là được. Trong khi đó cái hiểu của trí văn á, thí dụ như bây giờ tôi hiểu cái gì có sanh là phải có duyên, đã khổ thọ là cái gì làm cho tôi thấy đau đớn khó chịu, còn lạc thọ là cái gì làm cho tôi thấy khoan khoái dễ chịu, đó là trí văn. Rồi cái này là vô thường nè, cái gì có sanh là cái đó phải diệt nè, cái này có thì cái kia có, cái này không là cái kia không nè, đây là gọi là cái tính duyên khởi của danh sắc nè, đó, cái đó là toàn trí văn. Nhưng mà cái hiểu biết, cái trực nhận của hành giả đó trong những vấn đề đó mà bằng trí tu nó lại khác. Trí văn là bất cứ lúc nào tôi muốn ôm lại lập tức nhớ ngay, nhưng mà trí tu thì không. Cái nhận thức trong trí tu nó lạ lùng một chỗ là nó không giống bất cứ một cái sách vở nào hết, và nó chỉ đến trong một khoảnh khắc rất đổi bất ngờ nào đó mà thôi. Và cái thấy nó lạ lùng là nó không hề giống như là cái thấy trong sách vở. Và tôi nhắc lại, chỉ thấy được trong lúc đó một lúc khác, nếu mà nó không còn nữa là đành phải chịu. Rồi thành lần lúc mà nó nhận một lần nữa mà nó lạ lùng chỗ mà thấy nó không chống lại cái mà đã học, cái này thì tả không được, nó không giống như cái mà mình đã học nhưng mà nó không mâu thuẫn, cái này mới là cái lạ nha. Nhưng mà làm ơn tôi quyền tôi nó van xin đừng bao giờ bị mắc vào cái tăng thượng mạng, đọc sách cho cố, nghe giảng cho cố, rồi cứ nuôi cái đó trong đầu ha, nuôi nó trong đầu rồi cứ tưởng cái trí văn tức là trí tư, mà tưởng trí tư tức là trí tư rồi chết nha. Vì ba cái ông thầy này nó khác nhau ngang trùng việt sư nha. Ok, cho nên ở đây mình nghĩ cái chữ cách mà năng ở đây có nghĩa là một kinh lịch trong thánh đạo, có nghĩa là con đường này ngài đã đi từ lâu lắm rồi. Nhưng có một điều, những bước chân ngày xưa là bước chân của phàm phu, còn bây giờ là bước chân của bậc thánh. Kể từ gốc bồ đề ra đi thì ngài là bậc thánh, trước đó ngài là người phàm, nhưng vẫn con đường đó đi bằng những bước chân khác nhưng mà cùng về một hướng. Ok, đó là xong. Bây giờ mình giảng tiếp là bài kinh Achara Sutta, tức là bài kinh tiên nữ. Achara Sutta. Khoan, tôi ôm lại cái nội dung của bài kinh đó một chút. Hãy dùng trí của mình mà nhìn, có nghĩa là sao? Nếu mà mình phân tích nó ra rồi đó thì mình thấy đây là một cái bài kệ tán thán của ai đó nha. Cái bài kệ này phải để mà dùng. Nội dung bài kệ vừa giảng là lời tán thán của ai đó dành cho Đức Phật. Vậy thôi, hiểu gì được có vấn đề hết nha. Lời tán thán của ai đó dành cho Đức Phật, vậy thôi. Nhưng mà hiểu từng chữ thì rất là độc đáo. Thứ nhất là tôi tính giảng mà bà tiên nữ, nhưng mà dùng cái ôn mà tôi nãy giờ tôi chỉ mới giảng có cái cắm mà nè, các vị thấy dễ sợ chưa? Dễ sợ thiệt chứ. Chỉ một chữ thôi đó mà phải mênh mông như vậy mới hiểu tới mà tới chỗ. Chỉ một chữ đó, chỉ cắm mà nè, chỉ một chữ đó thôi mà phải đi tùm lum hết các hạng Bồ Tát rồi nào lục thông tam minh tứ tuệ phân tích mới hiểu được, mới quên hết mới ra lại mới hiểu được chữ cắm mà nè là cái gì. Đây đó là cái lời tán thán của Đức Phật dành cho ai đó, với ai đó dành cho Đức Phật. Ngài là một cái bậc như vậy đó, bậc có đủ đức lành
có đủ mọi đức lành. Cái bậc mà thấy được những vấn đề sâu kín, cái bậc mà ban bố trí tuệ cho người khác, cái bậc mà cứ trần bất nhiễm, cái bậc toàn giác, cái bậc hiện trí, cái bậc mà đã và đang đi trên con đường thánh đạo nha. Cái bài kể nó nghĩa là như vậy đó. Và dưới đi cái câu thứ tư này thôi đó, đáng để cho chúng ta nối với nhau 2 tiếng đồng hồ. Đi trên con đường thánh đạo là sao? Nếu một người tin Phật, học Phật và tu Phật, trong từng ngày, trong từng giờ, hãy để ý xem cái con đường mà mình đang đi, cái kiểu sống mà mình đang sống, cái thế giới mà mình đang có mặt, nó ra làm sao. Đừng có tưởng rằng mình đang ở trong cái ngôi nhà như người ta nhé. Đừng có tưởng mình đang đứng dưới một cái mái che, nghĩa là mình đang ở trong nhà sài đẹp. Sài đẹp. Tôi nhắc lại, đừng có tưởng mình đang ở dưới một cái mái che có vách, có cột, có sàn, có trần thì gọi là đang ở trong nhà. Hiểu như vậy là sai. Là vì sao? Là vì tôi đã nói rồi, nếu ta đang sống bằng cái tâm bất thiện thì đó là cái chuồng cửi lồng chậu của bàn sanh. Nếu mà ta đang sống bằng 4 pháp tạm trú thì đó chính là phạm cung, là cảnh giới của phạm thiên. Nếu ta đang sống bằng cái trí tuệ trong tam tướng danh sắc thì đó là chính là cái thánh xứ, là cái trụ xứ của thánh nhân. Đại phải nhớ như vậy. Tôi nhắc lại, đừng tưởng là ta đang ở dưới một cái mái che có vách, có trần, có sàn mà gọi là đang ở trong nhà. Cái thánh đạo có nghĩa là như vậy đó. Cái câu từ cái câu thứ tư mình có quyền suy diễn là như vậy. Cái chữ thánh đạo nghĩa là ta đang có mặt trên con đường của thánh nhân hay là con đường của phạm nhân tục luyện. Rồi cái điều nữa, Đức Thế Tôn nó hỏi đủ các đức lành, còn ta có được cái gốc mẻ nào của ngài hay không? Gốc mẻ, cái gì đi gốc mẻ đấy. Rồi chưa hết, rồi thì là Đức Thế Tôn là bậc ban bố trí tuệ làm sao? Có nghĩa là bản thân ngài là bậc hiện trí, và cái lời của ngài nói ra, cái kiểu sống của ngài cho người khác nhìn, lời ngài nói cho người khác nghe đều toàn là ban bố cho người ta trí tuệ. Tôi nhắc lại, tăng nhà nó đang có nghĩa là lời Thế Tôn nói ra cho người ta nghe, cái kiểu sống của Thế Tôn cho người khác nhìn đều là những cái sự ban bố. Có biết bao nhiêu người chưa nghe ngài nói, chỉ nhìn ngài thôi họ đã có trí tuệ rồi. Cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách im lặng của Thế Tôn nha, đó là tay nha và đăng, là được ban bố trí tuệ cho người. Kamalaya Sattang có nghĩa là Thế Tôn không có bị dính mắc ở năm trần. Các vị có biết không, ngài Maha Kassapa, ngài đại cao nhất, ngài là vị đệ nhất đầu đà, suốt đời chỉ mặc cái y phấn tảo lụm ngoài nghĩa địa, bên lề đường đống rác, suốt đời chỉ sống hạnh khất thực, ăn xin bản bình bát, suốt đời chỉ sống trong hang động nuôi gốc cây, không sống trong mái nhà, không sống trong mái che, suốt đời là chỉ ăn nhất tọa thực, tức là ăn một lần thôi, có nghĩa là từ tướng ngồi đứng dậy rồi thì không ăn nữa, tức là lỡ định tâm rồi thì không ăn trưa. Dễ sợ như là đã lỡ định tâm rồi đó, ăn một buổi thôi, nhất tọa thực y ca sanh đi cần ghét, suốt đời không có nằm, chỉ có ngồi thôi. Đấy, đó là cái hạnh của ngài Sa Lợi Phật, ở cái hạnh của ngài cái nhất rồi thì sao ấy. Vậy mà mỗi lần về quỳ đánh lễ dưới chân của Thế Tôn, ngài vẫn một lòng tôn kính tuyệt đối. Là vì sao? Là vì ngài biết cái con người mình đang quỳ lạy này nè, mang tiếng là ở trong chùa, mang tiếng là ở trong phòng ốc, mang tiếng là sử dụng những cái vật dụng đắt tiền hiếm quý sang trọng, mang tiếng là được sự cúng dường hàng ngày của các bậc đàn tính đại gia, mang tiếng này mang là sử dụng toàn là một cái đời sống vật chất rất là là tuyệt vời, ưu việt. Nhưng ngài biết rõ cái con người này một chút xíu tham đắm cũng không có. Cảnh trần đối với vị này giống như là gió qua mạch lưới, nước trên lá sen như hạt cải đầu kim. Ngài biết rõ cái con người này đó, không có dính mắt trong cảnh trần đã đành rồi, không dính mắt trong cảnh dục đã đành rồi, mà đối với con người này cái cảnh phi tử vị này cũng không thèm dòm tới nữa. Vị này có thể xuất nhập thiền vô sắc nhanh hơn là tia chớp, nhưng mà vị này không hề dính mắt. Thì với một cái bậc đạo sư như vậy thì 13 hạnh đầu đà của ngài cái giúp có nghĩa gì đâu. Đấy, cho nên người quỳ mà lại với trong một cái bậc đạo sư như vậy, một cái nhân cách vĩ đại như vậy, Kamalaya Sattang là như vậy đó.
chứ không phải như những vị thầy khác. À, là điều kia đó là như Khổng Tử có nói hiếu học ta không bằng Ngang Hầu, rồi thì lễ nghi ta không bằng Mạnh Tử, vân vân. Có nghĩa là chính Khổng Tử cũng nhìn nhận rằng là có cái chỗ này ta thua học trò, có chỗ kia ta thua học trò, nhưng Thế Tôn thì không. Đệ tử tới đâu rồi Ngài có tới đó, mà còn có hơn như vậy nữa. Đệ tử lý dục viễn ly thì Thế Tôn cũng lý dục viễn ly bậc thầy. Đệ tử có phước lộc như Ngài Sư Quan Lý, Thế Tôn cũng không có kém cạnh. Đệ tử có biện tài, đệ tử có khả năng thuyết giảng, đệ tử có khả năng ví dụ, đệ tử có cái khả năng đầu đà, đệ tử có khả năng trí tuệ Thật Tông, có khả năng túc mạng minh, đệ tử có khả năng gì thì Thế Tôn đều có hơn như vậy rất nhiều lần và nhiều lần nha. Đó là điểm đặc biệt. Và cho nên có một lần ngày hôm nay mình mới tán thán được Phật bậc Thế Tôn, thật là may mắn ta cho con, thật là đại hạnh ta cho con khi con có một bậc đạo sư như Thế Tôn. Thì lúc đó ngày Ú Đà Di đang đứng hầu cái bên, thì ngày Ú Đà Di nói là tôi Tôn giả A Nan hơi dư lời khen phò mã tốt áo. Thì lúc đó Đức Phật mình nói này Ú Đà Di đừng có nói như vậy, nếu đời này kiếp này mà A Nan không có chứng quả La Hán viên tịch vô sâm, thì với cái niềm tin trong tích tắc khi nãy lúc mình nói cái lời tán thán đó, thì với một chút niềm tin đó, với một chút công đức đó, A Nan đủ sức với cái phước báo đó, đủ sức 36 lần làm Đế Thích, 36 lần làm Chuyển Nhân Vương, và vô số lần làm Phương Chủ Quốc Độ. Dễ sợ như vậy đó. Và tôi nhắc là một chuyện mà các vị bắt buộc phải ghi nhớ nếu có niềm tin, đó là cái niềm tin của mình đối với Thế Tôn sẽ dẫn đến một công đức rất lớn. Tuy nhiên cái niềm tin đó phải tùy thuộc vào cái sự hiểu biết của mình về Ngài nha. Chứ còn mình nghe người ta tán thán mình khoái quá, mình liêm duyên, mình chấp tay, mình quỳ lại, mình vui vẻ, dĩ nhiên mình tùy hỷ công đức cũng lớn, nhưng cái nhận thức của mình về Ngài ít quá. Ít làm sao là giáo lý mình biết ít quá. Muốn hiểu được ân đức của Phật, chúng ta phải học giáo lý, phải học về thợ, về năm quẩn 12 xứ, 18 giới, về duyên khởi, về duyên hệ, học về thiền chỉ, học về thiền quán, học về 37 pháp trợ bồ đề. Tất cả học càng nhiều càng tốt, học về càng nhiều càng tốt, học càng nhiều về giáo lý thì cái nhận thức của mình về Đức Phật càng sâu càng rộng. Và từ đó tôi nhắc là các vị nhớ dùm cái chỗ này, trong A Tỳ Đàm ấy, thì nói tâm tham có 8, thế rồi nói tâm đại thiện có 8. Chứ thực ra đó, các vị tôi đi hỏi những cái vị tôn túc mà các vị tin cậy đó, xem đôi của chúng tôi nói có nhầm không, nhầm lên có nghĩa là có đúng hay là có sai hay không. Nói có 8 là nói phân loại thôi, 3 khía cạnh. Họ thí dụ mình nói tâm tham trước đi, là hợp tà ly tà, thọ hỷ thọ xả, vô trợ hữu trợ. Còn nói là tâm đại thiện là hợp trí ly trí, thọ hỷ thọ xả, vô trợ hữu trợ. Rồi mình nghe như vậy mình tưởng có 8 thứ, chứ thật ra không phải. Nó có cái hai cách nói, một là chỉ có một tâm tham thôi, một tâm thiện thôi, đó là cách nói đơn giản. Còn cách nói rất lớn là có vô số tâm tham chứ không phải có 8. Là vì sao? Là vì cái tâm đại thiện hoặc là cái tâm tham, thì nói tâm tham trước đi, cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ vui vị nó không giống như là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ vô trợ của tôi. Cái tâm tham thứ nhất, cái tâm tham thứ nhất của các vị tuyệt đối không giống tâm tham thứ nhất của tôi. Là vì sao? Là vì cái thọ hỷ của các vị làm sao giống thọ hỷ của tôi? Bởi vì cái căn cơ, cái khuôn hướng, cái tập khí luân hồi nhiều đời nhiều kiếp của tôi không giống các vị nha. Cái vốn liếng sinh tử của tôi không giống các vị, cho nên cái tâm tham của tôi, cái thọ hỷ của tôi không giống các vị, không cách nào đi giống hết. Rồi cái hợp tà cũng vậy, cái vị hợp tà là hợp cái đoạn kiến mà tôi hợp cái thường kiến, mà ngay cái trong cái thường kiến của các vị cũng không giống cái thường kiến của tôi nữa nha. Rồi cái vô trợ hữu trợ cũng vậy, cái vô trợ của tôi nó không giống cái vô trợ của các vị. Cái vô trợ là sao? Tức là cái sự mà không cần tác động của các vị nó không giống cái không cần tác động của tôi nha. Cho nên đẻ ra mỗi người một mặt, không mặt nào giống mặt nào, không có cái cảnh đời nào giống cảnh đời nào hết. Cho nên tôi van xin các vị nhớ dùm trong kinh đó 8 tâm tham mà nó phân loại cho thấy rõ nhé, rồi cái kiểu mà classify cho dễ thấy vậy thôi. Thật ra cái tâm tham của người này không giống người kia, và tâm thiện cũng vậy. Là vì sao? Là vì cái thọ hỷ của tôi nó không giống cái thọ hỷ của các vị nha. Rồi cái hợp trí cũng vậy, cái hiểu biết của tôi về Phật pháp không giống các vị, cho nên khi mà tôi niệm Phật ấy, thì làm sao giống các vị được. Tôi ví dụ thôi,
ví dụ như tôi gần chung quanh nhà tôi có hoa hồng, cái mỗi lần mà tôi cắt hoa hồng tôi cúng nhà tôi chỉ niệm một điều thôi: ngài đáng nhận những cái này, đời ngài là hoa, con xin cúng hoa cho ngài. Khi tôi thắp hương, tôi đốt trầm cho ngài, tôi cũng chỉ nguyện là xin cho con được cái giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương của ngài. Hoặc là có những khi mà tôi lại Phật, tôi chỉ niệm có một câu thôi: ngài là người đã làm chuyện khó là, đã nhịn cái chuyện khó nhịn, đã cho cái khó cho nên ngài đã thành tựu được cái mà khó được thành khó thành tựu. Tôi lại Phật, tôi ghi lại như vậy thôi. Ngài là người đã làm cái chuyện khó là, đã cho ra những cái khó cho, đã nhẫn nhịn cái khó nhẫn nhịn, cho nên ngài đã chứng đạt cái mà khó chứng đạt. Niệm Phật là niệm như vậy. Chứ còn người lại mà tôi sợ nhất là niệm Phật mình cứ đặt ơ la đê đô ma la Phật ca la hán chánh đẳng giá cây vô thượng sĩ điều nữ trưởng phu, mà cỡ như con két vậy đó nha, như con két, tức là không biết cái điều nữ trưởng phu là cái gì, thiện thể thế gian giải minh thần túc là cái gì. Và nó có một cái điều vô cùng khó hiểu và vô cùng đau lòng rồi là cái Phật tử Việt Nam mình ít nhất cũng mấy chục triệu nha, mà cứ bị hướng dẫn cái cách niệm Phật như là con kén, cái Nam Mô Bổn Sư và Nam Mô A Di Đà, Nam Mô Quán Thế Âm, mà trong khi đó niệm như kép mà con mắt thì láo liên, không có hề hiểu được cái câu niệm đó là cái gì. Đối với tôi mà nói, niệm Phật mà không có cái lòng mà dính như trong đó, nó giống như niệm là Nam Mô Lê Văn Nghe, Nam Mô Nguyễn Văn Tèo vậy đó, nó không có một ý nghĩa gì hết. Nếu mà niệm một nơi mà lầm một nẻo, nếu có bị thông tin, có bị đi hỏi mấy vị lớn có đúng như vậy không, niệm mà niệm một nơi mà lầm một nẻo thì nó giống y chang như mình niệm Nam Mô Nguyễn Văn Tèo vậy, nó có gì hết. Mà niệm Phật thì nó hiểu được ý nghĩa. Cho nên tôi nhắc đây có chuyện rất là quan trọng nha, rất quan trọng. Có nghĩa là cái phước báo của mình khi mà mình lạy Phật, mình lạy Phật, mình cúng Phật ấy, cái công đức nó nhiều hết là tùy thuộc vào cái khả năng hiểu biết về ngài. Đấy, cái hiểu biết rồi nó dẫn cái gì? Nó dẫn đến cái chuyện hợp trí hay là ly trí. Rồi trong cái hợp trí của mình á, cái của A với B nó lại khác nhau nữa. Ví dụ như bây giờ mình nói ngày ngày thăm đi, ngày hộ pháp nó muốn dinh đi, mà nói cái chữ Phật thì biết khoát là ngày đã lắm. Nói từ ngoài đời là chữ phê đó, người phê hơn mình dữ lắm, mà bởi vì cái Phật pháp kiểu như ngày thanh, người nói tới chữ Phật thôi, nói tới cái chữ mà vô ngại giải lục thông tâm, nên là ngày phê hơn mấy người bình thường rất là nhiều. Như cái ngày tôi chỉ ví dụ các bạn thấy chỉ cách mà nằm cái chữ mà kinh lịch thánh đạo đó, chỉ cái chữ đó thôi mà mình nắm mênh mông hà xứ như vậy nè. Trong khi mình không biết cái chữ móc gì hết, mình chỉ biết quỳ, mình biết niệm, mình biết lạy thôi. Cái nhận thức của mình, cái mình trong yếu, ví dụ như bây giờ mình hai đứa con, một đứa mình nó sống với mẹ từ bé mà đến năm nó 40 tuổi thì bao nhiêu kỷ niệm ân tình buồn vui với mẹ nó nhiều quá, mai này nhắc tới mẹ nó là bao nhiêu cái tình cảm nó trùng trùng nó đổ về. Còn đứa thứ hai là nó thất lạc mẹ từ bé nha, một tuổi là nó bị người ta đẩy vô trong cô đi viện rồi, trong nhà dòng nằm ở đâu, 40 năm sau nó nhận, nó gọi là tương nhận thân bằng á, nó gặp được mẹ thì sao? Hả? Biết chứ, biết đây là mẹ mình, mà nó cũng ngờ, biết bây giờ bao giờ rõ ràng trước mắt mà còn ngờ kiếm báo là gì đó. Thấy như vậy mà rồi làm sao? Đâu có rõ, 40 năm qua con đâu có thấy mẹ đâu. Rồi tự nhiên bây giờ cũng gặp người đàn bà lạ quá, rồi nói đây là má của con thì ok, thì đem thử DNA, thử mã di truyền đúng rồi thì là má của con, với là vợ của ba. Nhưng mà cũng thấy làm sao đó. Cho nên mà niệm Phật, nó có niệm Phật có hai cách. Một là mình niệm như là một đứa bé mở gần mẹ, một đứa con mở gần mẹ 40 năm. Rồi thứ hai là niệm Phật theo cái cách là đứa cô nhi mình nhận lại mẹ sau 40 năm xa cách. Quý vị muốn niệm cỡ nào quý vị niệm, ok. Bây giờ mình nói qua bài kinh thứ hai, đó là bài kinh Tiên Nữ. Kinh Tiên Nữ là bây giờ tôi xin bài kinh nãy giờ, 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 tôi xin bài kinh nãy giờ.